Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay xe 150 về khá là nhiều. Thì ở đây cửa hàng thì có rất nhiều loại xe 150 luôn em ạ. Hầu như là tất cả các loại xe 150 thì đều có ở cửa hàng. Đấy. Đấy, anh em xem qua không? Xe rất là nhiều nhá. 150 về rất là nhiều để cho em phục vụ cho anh em nè. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ báo hết một lượt xe 150 anh em ạ. Đấy, xe này, anh em xem nè. Vâng. Đó. Đấy, có cả CB 150R nữa anh em nhá. Tí mình sẽ coi hết cái lô 150 cho anh em hết luôn. Đấy, rất là nhiều xe luôn, bao la ha nha. Có đầy đủ các loại xe ở đây luôn anh em ạ. Nên anh em không thể không đến đây để xem xe. Nếu anh em đang cần mua xe mô tô 150. Đấy. Nếu anh em mua một chiếc phân khối lớn hơn thì ở đây vẫn có luôn anh em ạ. 350, 450 rồi 400 rồi các dòng lớn hơn như là 500cc, 600cc cũng có nha anh em. Có giao lưu tất cả các dòng xe. Địa chỉ cửa hàng là 169 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Nếu anh em nào cứ đến thì liên hệ theo địa chỉ nhé. Số điện thoại là 0976741725. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ báo giá tổng quan một lượt cho anh em. Thì tất cả các dòng xe 150 hầu như đều có hết tại cửa hàng. Tại cửa hàng đây là cửa hàng mô tô Phương Nam Mô Tô nha anh em. Em cứ đến 169 Lý Thường Kiệt, Trị An, Bình Dương. Thì cửa hàng cách khoảng ở ngoài mặt đường khoảng 100 à khoảng 20 mét anh em, nói lộn xíu. Rồi, chỉ 20 mét bên trong hẻm nha anh em. Anh em nào mà chỉ để cái số một xíu thì sẽ thấy anh em. Rồi. Đấy, mình quay chi tiết cho anh em từng chiếc luôn nha anh em. Đây. Bên ngoài thì có R15 này, R15 V2. Đó. CB150R. Đó. Xe nó cũng mới về, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, này mới về luôn nha anh em. Leng keng luôn. Thì hôm trước cũng có một em về thì cũng mới bán rồi. Lại mới về em này nữa ha. Đó, biển số thành phố này. Xe đẹp leng keng luôn nha anh em. Đấy, thì chắc sẽ báo giá nhanh cho anh em thôi. Báo giá lướt qua cho anh em vì xe rất là nhiều luôn. Cái dòng 150 tại cửa hàng thì rất là nhiều, lúc nào cũng sẵn có nha anh em. Đấy. Thì nhiều anh em biết rồi ha. Con này thì mới cáo luôn nè. Quay ô đô này, hầu như ô đô của nó nè. Đó, chip nè. Chip 2. Đó, ô đô mới đi 1156 cây, xe như mới luôn nha em ạ. Hơn 1000 cây thì hiểu như mới chạy roadie xong. Đó, xe thì như mới luôn, không có gì khác mới gì hay em. Đấy, thì chiếc này thì nó giá thì chắc chắn sẽ hơi cao hơn các dòng 150 khác nha em. Đó, trang bị cực kỳ xịn sò, nhưng là cặp phục sô của Showa này ha, ABS này. Đó, cụm đầu đèn rất là đẹp luôn. Đó, con này hiện tại cửa hàng thì đang bán 90.900. Đó, 90.900. Thì những con này mua mới thì cái thuế nó ra thì cũng rất là nhiều đấy anh em. Anh em tiết kiệm hơn chục triệu rồi. Đó, xe thì mới rô đai xong như mới luôn anh em. Đó, không khác gì mới, xe nguyên zin hết. Chứ có độ chế gì hết nha anh em. Đấy, bộ zin à, tất cả đều zin nên mà nó rất là máy rất là mềm, rất êm luôn. Anh em đừng có lộn con trước nha, con trước thì hôm trước thì đã bán rồi, con này thì mới về luôn nha anh em. Đó, máy móc thì thầm, đó, mới đi 1000 cây thì khỏi phải bàn gì ha. Đó, anh em. Đó, ok. Rồi. R15 nữa là R15 V2, hai con này giá bao nhiêu anh? Con đấy là 47. Đó, con này 47.900 nè. Con là trắng đỏ như là 469. Đó, có con trắng đỏ 469 nha anh em. Đó, mới về luôn. Đó, mới về thì đang để đây để chạy để rửa ráy cho sạch sẽ anh em ạ. Đó. Đừng gọi lòng hộ. Đô rồi. Con này đi 29.000. Đó. Rồi. Đó, đời 26 nha anh em, biển số Đồng Nai.
thì hơi dơ, đang để đây giữa anh em. Đó, còn con trắng đỏ này, số 48, con này lên cái bô đó, đó lên cái bô đỏ. Đó. Đó, xe thì mới về hơi dơ xíu, chưa rửa giấy gì anh em. Rồi, ở nhà, trong nhà thì có rất còn rất nhiều dòng xe, mình sẽ quay sơ qua một lượt cho anh em. Đấy, thì rất là nhiều dòng luôn. Đây, đây Suzuki GZ150A đó, leng keng luôn nha anh em. Đó, đồ xì của nó này, đó, đời 2018 nha anh em. Con này thì đang bán 50.900.000, đời 2018 đẹp leng keng luôn nha em. Đèn xì này, đó, nước sơn thì bóng loáng, chưa có chảy xước tí nào luôn, y xe mới luôn anh em ạ. Quá wow, đẹp luôn. Quá này, đó, quá còn hai chìa zin luôn anh em ạ. Đi 8.645 cây, đó mà đi hơn 8.000 cây. Đó. Rồi, mình sẽ tới cái dòng khác cho anh em ha. Đó. Mình sẽ báo dứt lá lướt qua cho anh em để anh em xem cho nó tổng quan hơn xíu. Vì nó rất là nhiều xe luôn, ông GSX, GSX-R, GSX-R thì cũng hôm nay mình thấy cũng có 3-4 chiếc à. Đấy, có 2 chiếc nằm đây. Con này thì đời 2018 đang bán 52.900.000. Đó, mình sẽ báo giá nhanh cho anh em thôi ha. Đó, đi cái bộ Leovin. Đó, con này thì đời 2019 bán 57.900.000. Màu trắng đỏ, xe zin. Đó, dòng tiếp theo cái bên là dòng TFX. TFX thì này về khá là nhiều, rất là nhiều luôn nha, mình đếm coi bao nhiêu con. 5, 6, 7 chiếc. Đó, TFX thì còn 7 chiếc, giá khoảng 50 đến 53 thôi nhầm á. Đó, từ dòng xe kiểu đời 28, 29, 27 gì đó ha. Rất là nhiều dòng xe ở bên ngoài này, xe rất nhiều, mình không thể vào trong để xem ô đô nó máy cho anh em được ha. Mình chỉ báo giá sơ qua cho anh em thôi để anh em biết ha. Còn anh em màu đến trực tiếp xem xe thì nó sẽ rõ hơn nha anh em. Mình nói chung là mấy cái ô đô với việc gì mình sẽ không tính đến, vì cái ô đô người ta có thể chỉnh lại, nên mà thôi anh em thì bỏ qua cái phần ô đô đi nha. Đấy, cũng có những con mình sẽ mở ô đô cho anh em xem để cho anh em biết xem cho hay, cho vui. Cho anh em đừng có quan trọng về ô đô, chủ yếu là cái chất xe nó chất thế nào thôi anh em ha. Đó, cho anh em này cứ quan trọng quá cái ô đô rồi bắt bẻ này kia ha. Đó, anh em chỉ đến xem xe trực tiếp, xe chất lượng thế nào thì anh em cứ đến xem xe trực tiếp. Đó, thử xe thoải mái anh em. Đó, để anh em biết chất xe thế nào thì cái giá cả thì nó phải đi theo cái chất xe nha anh em ha. Đó, TFX thì rất là nhiều luôn, 50, 53. Đó, giá từ 50, 53 thôi anh em ha. Bao hồ sơ cho anh em, tất cả anh em mua tại cửa hàng thì có đều bao hồ sơ cho anh em hết luôn anh em. Đó, bao hồ sơ bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em luôn, và có trao đổi với tất cả dòng xe. Về việc hỗ trợ trả góp thì ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp tối đa khoảng 25 triệu. Đó, tùy theo cái mức thu nhập của anh em mà ngân hàng sẽ cho anh em trả góp bao nhiêu ha. Đó, thì anh em cần chứng minh nhân dân này, sổ hộ khẩu này, đó, sơ kê bảng lương này, hợp đồng lao động. Đó, thì ngân hàng sẽ xét cho anh em ha. Đây, con GSX này thì nhìn cũng khá là mới, con này 55.900.000. Đó, màu đỏ đỏ đen nha anh em. Con này thì đã cắt đuôi. Đó, cắt đuôi rồi. Cắt đuôi gắn nhẹ chắn bùn. Đó, biển số con này 69. Đó, đó, khá là đẹp luôn. Mình xem ô đô con ngoài. Con nào nằm ngoài thì mình sẽ xem ô đô nổ máy thử cho anh em ha. Đó. À, đó, con này thì mới đi 8.666 cây. Đó, mới đi hơn 8.000 cây, máy móc thì êm ru hết anh em, xe cực kỳ đẹp luôn, chưa bị chảy xước tổ nào luôn anh em ạ. À, giá là 55.900.000. Rồi,
Đây, cái dòng CBR, CBR150R. Đấy. Xe nguyên zin hết nha anh em. Con này thì đang bán 62.900. Đấy. Con này 62.900. Đấy. Biển số 84, xe nguyên zin. Cái bộ vẫn là bộ zin nhé nha. Đó, xe rất đẹp luôn. Lốp này cực kỳ dày luôn. Đó, xe Honda. Rồi. Rồi con này tút chìa khóa rồi. Rồi đến con bên trong. Bên trong thì cũng có con CBR. Đó, con này thì nhập Thái. Đó, đang bán 46.900. Xe màu trắng đen nha anh em. Trắng đen, đi cây bộ độ ha. Đó. Đây, kế bên GBX Demon, GBX Demon này thì đang bán 46.900 luôn. Đó, xe thì nguyên zin hết, bộ vẫn là bộ zin. Xe cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ đẹp lung linh luôn anh em. Đó. Màu đỏ rất là đẹp luôn, nguyên con đỏ thì nó giống kiểu Ducati. Ha. Đó. Ok. Thì bên trong kia là vẫn còn FZ này. FZ thì con màu đen bán 35 nhá, 35.900. À, đây. Đây vẫn còn một con, hai con CBR màu đen y chang nhau luôn. Con này thì đang bán 66.900. Ồ, con này thì zin từ đầu đến đuôi luôn, cực kỳ đẹp nhá. Nước sơn điền bóng luôn. Con này biển số 62. Đó, xe rất là đẹp luôn. Đó, với đồng hồ lên cho anh em xem ha. Ây da. Ây. Ô đô con này ha. Đó. 1431 cây. Ờ, mới đi 1431 cây. Đấy. Đấy, mới đi hơn 1.000 cây như nhập. Wow, leng keng như mới luôn. Thế nào nó rất mới anh em ạ. À, anh em thấy nào. Tôi thi tiết cho anh em luôn. À, lốc này. Đó, ok. Đấy. 66.900 mới đi hơn 1.000 cây. Giờ y chang mới luôn anh em. Có chất luôn anh em ạ. Đấy. Anh em nào tính sớm mới thì hãy mua những con ô đô cả hơn 1.000 cây. Hay là 2.000 cây. Thì xe kiểu mới dâu đài xong nha anh em. Cực kỳ hoàn hảo nên anh em tiết kiệm được rất là nhiều tiền. À. Rồi. Ok, còn trong này mình sẽ soi trong này còn 150 à. Đấy. Thì trong này còn vẫn còn 150 này, con Suzuki. Đó, GZ 150A, con này thì đời cũ hơn nên mà giá chỉ có 38.900 thôi anh em. Đấy. Nước xi thì còn bóng loáng hết nha. Lốc máy thì còn rất là hoàn hảo, nguyên zin hết. À. Tại xe nó hơi cũ một xíu. Đấy, hơi cũ một xíu nên giá nó sẽ mềm hơn. Đấy, 38.900. Rồi. Cái đồng GSX, GSXS nha anh em. Đấy, S này thì con này hiện tại đang bán 45.900 nha anh em. 45.900. Đấy, xe thì nguyên zin. À, xe màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Bật cái khóa của máy thử cho anh em ha. Đó, lên xin nhan đồ đồ chơi. Đó. Odo là 19.000 cây. À. Đấy. 19.000 cây. Đó, lên gương gù này ha. Đó, xin nhan này trước sau nhìn xanh rất là đẹp luôn. Đó, giá chỉ 45.900 thôi anh em ạ. Máy móc êm ru luôn. Đó, vẫn còn nguyên zin, hai chìa khóa zin. Ok. Tiếp theo là con Bayton. Bayton thì con này thì đang bán 38.900, 150cc nha anh em. Đó. 38.900, xe còn rất là đẹp luôn. Đó. Đó, những con bên trong thì mình sẽ báo giá sơ cho anh em coi cho anh em ha. Đó. Rồi. Đây, tiếp theo thì con Suzuki Thunder 150S. Con này thì đang bán 36.900. Đó. 36.900 nha. À, lốp của Suzuki nhưng mà cũng xe cũng khá là bền, kiểu dáng hơi cổ một xíu ha.
Rồi, dòng S này, GXS, Sushi GXS con này đời 2018 này, bán 46.900.000. Đây là kính thủy Roma, bộ Akamovic. Đó, bên cái bộ Akamovic. GXS thì xe thì còn khá là liền lạc. Đó, bộ AK nổ rất là lớn anh em. Đấy, bộ đồ con này thì đi 30.000 cây. Đó. Rồi, nó khá là mềm. Đó. Rồi, con Suzuki EN này, 150. Suzuki EN 150A, con này thì đang bán 37 triệu. Đó. Rồi, ok, rất là nhiều xe. Rồi, tiếp theo thì bên này thì có cả dòng R15 nhá anh em. R15 cũng rất là nhiều. R15 cả 24, 6, 8, gần chục con. Anh em, đó. Rất là nhiều luôn ha. Rồi, mình sẽ tên con đầu tiên này. Con này thì đang bán với giá 57.900.000. Đấy, cái bô này, bô khá là đẹp ha. Đấy, Yamaha. Xem bộ đô con này ha. Bộ đô con này bao nhiêu đây? Bộ đô 22.000. 22.936 cây. Đó. 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 Cái bộ này nó cũng khá là ấm nha anh em. Máy móc thì rất là êm luôn, êm ru luôn anh em ạ. Ok. Tiếp theo kế bên. Đấy. Kế bên anh em, con này thì 64.900.000 này. 64.900.000, xem con này thì nguyên zin, nguyên zin hết nha anh em. Đó. Anh em xem qua xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Xe rất đẹp nha anh em. 64.900.000. Đấy, màu đen bóng. Đấy. Ô đô con này xem bao nhiêu đây. Đó, mới đi 9.000 cây, 9.908 cây. Đấy, hơn 9.000 cây nha anh em. Đó. Thì lấy về thế nào để nguyên vậy, không bao giờ tua đồng hồ gì nhá, bao thể thở tiết thoải mái luôn nha anh em. Đó, có bảo hành cho anh em 6 tháng luôn, anh em yên tâm luôn. Đấy, con này thì 62.900.000 này. Đấy, màu đen vàng, con này cũng màu đen vàng. Con này thì lên chống đổ này, lên đèn chở sáng này. Đó, kiểu sức. Đó, sức đấy, đồ chơi. Đó, lên bảo vệ tay thắng này. Đấy, chống đổ này kia. À, con này thì 64.900.000. Hai con màu vàng đen nằm cạnh nhau luôn, xe nguyên zin hết nha anh em. Xe rất đẹp luôn. Đồ mới đi hơn 8.000 cây. Đó. Đấy, xe mới đi hơn 8.000 cây nha anh em. Leng keng luôn. Mới 8.000 cây, máy móc êm ru. Đấy, lên sinh nhan thành mũi tên. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ báo những giá nhanh cho anh em ha, cho nó đỡ mất thời gian. Đó, quá nhiều, quá lâu thì anh em xem chán. Con này thì 65.900.000, đời 2019 luôn. Đấy, con này thì lên tiêm chùm hết đây, từ đầu đến đuôi luôn nha anh em. Đó. Anh em xem lốp này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bô vẫn là bô zin. Đó, bô zin nha anh em. Rồi, ok. Con này đến đời 2019 này. Con này thì cũng 65.900.000. Đó. Con này thì 66.900.000. Báo giá sơ cho anh em ha. Xe mô đô thì nhiều quá mật ha. Đó, bỏ qua cái phần ô đô đi ha. Rồi, con này thì 64.900.000, con này thì cũng 64. Thì mấy con này R15 giá khoảng 62 đến 64 triệu nha anh em, tùy từng đời xe. Đó, đồ mới của xe. Đó.
Rồi. Đó, đó là một cái số con 150. Đó. Hầu như tất cả cái dòng 150 thì cửa hàng Phương Nam Mô Tô đều có hết nha anh em. Đó, mình sẽ để lại địa chỉ cho anh em là địa chỉ ở đây là 169 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Đó, cửa hàng Phương Nam Mô Tô nha anh em. Đó. Số điện thoại là 0976741725. Rồi. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Mình sẽ luôn luôn làm những video báo giá cập nhật những dòng xe mới về hàng ngày cho anh em ha. Có nào mới mình sẽ làm video báo giá cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Rồi, anh em nào có ý kiến gì hay có thắc mắc gì cứ comment bên dưới và mình sẽ nhắn tin trả lời cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.